Thắng Vu Lan, Bảo Hiếu thì tặng quà gì cho bố mẹ? Vâng, hôm nay Dũng Hoàng Phát sẽ đóng gói cho một anh khách mua hai bộ ấm chén giang tây gia báo để làm quà tặng cho hai bên ông bà, cả bên nội cả bên ngoại. Đây là một cách rất hay để tặng quà vào cái mùa Vu Lan Bảo Hiếu này. Ngoài cái việc là tặng quà cho gia đình thì tự dưng khi mình về anh ý ở nhà riêng khi về nhà nội hay nhà ngoại đều có ấm trà ngon để uống thì hôm nay Dũng Hoàng Phát sẽ giới thiệu cho anh em đóng gói cho anh em xem để mọi mọi người cùng xem nhá. Chi tiết vào đây ạ. Đây là chiếc ấm da báo. Giang tây da báo quay đồng anh chị em nhá. Tất cả họa tiết này là họa tiết hỏa biến, nó sẽ theo cái lò á, nó sẽ thay đổi, nó không cái nào giống cái nào cả, nó chỉ giống nhau ở cái phần là cái màu men thôi. Nhưng cái độ chảy rớt là khác nhau anh chị nhá. Đó Em sẽ đóng gói vào một chiếc hộp như thế này Một chiếc hộp như thế này Để làm quà tặng Đó Có một cái điều đặc biệt này Là cái lòng chén này rất là đẹp nhá Lòng chén này cực đẹp luôn Đây là bài men mới nhất trong năm 2023 đây Rất là vinh hạnh của Gốm Hoàng Phát Thì khi mà làm được ra một cái Màu men như thế này Thì em sẽ đóng gói cho các anh chị xem Đầu tiên đây là chiếc hộp này nó chia ngăn ra cho tất cả các thành phần Thì chiếc ấm sẽ ở ngăn lớn nhất luôn Và các ô nhỏ này sẽ là các cái chén Một ấm 6 chén Và 7 đĩa kê nhá Trong đó có một đĩa kê ấm Và 6 đĩa kê chén Tất cả sẽ đặt rất là gọn gàng ở đây À quên một chút nữa Chiếc ấm này nó sẽ có cái phần dây để cố định cái vung để cái vùng nó không bị rơi anh chị anh chị em nhá đó như thế này rất là hợp lý đúng không chị em làm quà tặng cực phù hợp luôn anh chị em nào đang quan tâm đến các bộ ấm chén làm quà tặng thì nhớ liên lạc ngay với cúng hoàng phát để bên em tư vấn nhá giá rổ bên em để ở phần mô tả cũng như ở phần comment cho anh chị xem Vâng ạ, vậy là xong đã đóng xong hai bộ ấm chén để làm quà tặng cho nội ngoại của anh khách của chúng ta. Thì bên em còn rất nhiều các bộ ấm chén khác nữa, thì anh chị có thể xem trong phần giỏ hàng cũng như là xem qua phần zalo của bên em là 0918482648, gốm Hoàng Phát. Bên em sẽ có rất nhiều các bộ ấm chén để anh chị chọn nhé. Anh chị nhớ follow cũng như đăng ký kênh trên YouTube hay là TikTok hay là trên Facebook anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.